quay trở lại với kênh Top 1 Khám Phá. Các bạn thân mến, như chúng ta đã biết thì mỗi lần các nguyên thủ quốc gia xuất hiện thì bên cạnh họ sẽ có một dàn vệ sĩ cao to lực lưỡng và mặc đồ màu đen. Nhiều người thậm chí còn ví họ làm nghề cản những viên đạn. Trên thực tế thì vệ sĩ là những người trọng yếu đảm bảo sự an toàn cho các nguyên thủ quốc gia. Và nếu như bạn tò mò xem nguyên thủ của Việt Nam cũng như là các nước trên thế giới được bảo vệ như thế nào thì ngay bây giờ hãy đón xem video nhé! Dàn vệ sĩ chạy bộ của Chủ tịch Kim Jong-un. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là người luôn được bảo vệ một cách nghiêm ngặt nhất. Dàn vệ sĩ đi bên cạnh ông được mệnh danh là lá chắn sống và là những cao thủ được tuyển chọn hết sức kỹ lưỡng. Lực lượng đặc vụ tinh nhuệ này của Triều Tiên gây ấn tượng khi chạy bộ không kém gì các vận động viên chuyên nghiệp, tập hợp đội ngũ bảo vệ nhà lãnh đạo của nước mình. Các vệ sĩ sẽ đứng thành một vòng tròn bao quanh chiếc xe của nhà lãnh đạo. Khi ông Kim di chuyển, các vệ sĩ sẽ phân bố đồng đều để đảm bảo an toàn cho nhà lãnh đạo và những người đứng gần ông. Thông thường, sẽ có khoảng từ 3 đến 5 vệ sĩ, bao gồm chỉ huy trụ sở sĩ quan hành chính, sẽ di chuyển phía trước đoàn hộ tống. 4 đến 6 vệ sĩ khác di chuyển hai bên gần nhà lãnh đạo, cùng với khoảng 4 đến 5 vệ sĩ đi phía sau, cho đến khi cảm thấy Chủ tịch Kim Jong-un đã an toàn. Sau đó, họ sẽ lên một phương tiện khác để theo sát, bảo vệ Chủ tịch suốt chuyến đi. Và các bạn có biết không, mặc dù là những công dân Triều Tiên duy nhất được mang súng đã lên đạn khi đi bên cạnh ông Kim Jong-un. Tuy nhiên, cách phòng thủ chính của đội vệ sĩ này là dựa vào kỹ năng quan sát và vô hiệu hóa mọi mối đe dọa bằng tay và cơ thể. Trước đó, trong hai lần gặp gỡ thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump năm 2018, Chủ tịch Kim Jong-un đã được dàn vệ sĩ mặc vest đen bảo vệ nghiêm ngặt xung quanh. Các cận vệ này tạo nên hàng rào bảo vệ dày đặc xung quanh nhà lãnh đạo số 1 Triều Tiên. Đặc biệt, đây là các vệ sĩ trực thuộc Văn phòng Trung ương số 6 được sàng lọc cẩn thận từ quân đội Triều Tiên và phải đảm bảo đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Trong lần tham quan Việt Nam chúng ta vào năm 2019 cũng vậy, tại ga Đồng Đăng, sau khi bước xuống từ tàu bọc thép, Chủ tịch Kim đã được hộ tống lên siêu xe Mercedes-Maybach S600 để tiến về Hà Nội. Bảo vệ xung quanh chiếc xe này là dàn 12 vệ sĩ áo đen cực kỳ ấn tượng, chạy bộ để thắt tung. Bởi vậy, ai ai cũng đều hết sức chú ý và ấn tượng với đội hình chạy bộ này. Một người lính Triều Tiên cũng từng trầm trồ về đội vệ sĩ này. Anh ví đội hình này là một trong những vỏ bọc an ninh chặt chẽ nhất thế giới. Thậm chí, đến ngay cả một con kiến cũng khó lòng lọt qua. David Cho, vệ sĩ của Tổng thống Mỹ Biden. Không cần phải bàn cãi, một người như Tổng thống Biden chắc chắn sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt. Không chỉ hàng trăm mà có tới 25.000 vệ sĩ sát sao bảo vệ ông trong lễ nhậm chức vào hồi đầu năm ngoái. Trước đó, dù chưa tuyên bố thắng cử, nhưng với số phiếu bình chọn nhằm dự đoán phần thắng thuộc về ông, thì mật vụ Mỹ cũng từng điều động rất nhiều đặc vụ giỏi nhất để bảo vệ ông. Dễ hiểu thôi, hiện tại thì ông Biden đang là Tổng thống của nước Mỹ, và chắc chắn ông cũng sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt hơn. Dù nhiều vệ sĩ vây quanh như vậy, nhưng ông Biden cũng có cho mình riêng một vệ sĩ thân cận nhất. Đó chính là David Cho, một nhân viên mật vụ Mỹ, được cho là người gốc Á. Nam đặc vụ này thậm chí đang trở thành cái tên rất hot bởi không chỉ được Biden yêu ái, anh còn được cư dân mạng Hàn Quốc cho là có cùng huyết thống với tân Tổng thống Mỹ. Dám cá là các bạn cũng giống như tôi, một chúng mình đang chả hiểu hai người này giống nhau ở đâu mà tại sao người dân xứ Kim Chi lại nói như vậy, đúng không? Câu trả lời có phần hóm hình khiến cư dân mạng dở khóc dở cười. Theo họ, tên Cho đọc theo tiếng Hàn đó là Joe, được phát âm khá giống với cái tên Joe của Tổng thống Biden. Do ở Hàn Quốc, nhiều người vẫn còn giữ thói quen đọc tên họ trước, tên riêng sau, nên họ lập luận rằng đó là chứng cứ thuyết phục khẳng định David Cho và Tổng thống Joe Biden có chung huyết thống với nhau. Có vẻ là ai đó với trí tưởng tượng bay cao bay xa quá đà rồi thì phải. Chắc là họ đang ảo tưởng rằng gia tộc Cho sắp chiếm được Nhà Trắng hay chăng? Dù sao thì David Cho cũng được xem là vệ sĩ hàng đầu được ông Biden tin tưởng giao phó. Quá là vinh dự rồi đúng không các bạn? Và tiếp theo, một vị nguyên thủ mà thời gian gần đây ông cực kỳ được cư dân mạng chú ý. Không ai khác, đó chính là Tổng thống Nga, Putin. Cao thủ kính dâm, vệ sĩ của Tổng thống Nga, Putin. Dù bạn có là người không đam mê tin tức cho lắm thì dạo một vòng quanh mạng xã hội gần đây, chắc chắn đều không thể không biết đến ông Putin. Là một trong những chính trị gia có tầm ảnh hưởng hàng đầu thế giới. Lẽ dĩ nhiên, Tổng thống Nga Putin cũng được bảo vệ nghiêm ngặt bởi hàng trăm vệ sĩ trong mỗi chuyến đi. Ông thường xuyên được bảo vệ liên tục bởi 12 vệ sĩ có vũ trang. Họ đều là đội ngũ cận vệ được đào tạo tốt hàng đầu thế giới và được cơ quan an ninh liên bang quản lý.
Điều ngạc nhiên đó là yêu cầu đối với vị trí này là không cần kinh nghiệm thực chiến, bởi họ được đào tạo với nhiệm vụ ưu tiên đó là bảo vệ an toàn cho ông Putin. Theo như tốt một chúng mình tìm hiểu thì đây cũng chính là lý do vì sao các cựu cảnh sát không phù hợp với công việc này. Các cảnh sát được đào tạo để khống chế và bắt giữ, còn đối với các vệ sĩ, tính mạng của người đứng đầu là quan trọng nhất. Khá giống với ông Biden. Để nói về độ thân cận và uy tín nhất thì không thể không nhắc tới Viktor Zolotov, một vệ sĩ cận kề Tổng thống Nga hàng chục năm. Xuất thân là một anh công nhân sắt thép, nhờ cơ duyên sau những buổi tập judo và đấm bốc cùng nhau lúc ông Putin còn chưa phải là Tổng thống. Cuối cùng thì Zolotov đã được người đứng đầu nước Nga tin tưởng giao phó tính mạng của mình. Zolotov còn được gọi với cái tên cao thủ kính râm bởi ông thường xuyên đeo kính râm khi kề sát ông Putin. Không nhằm mục đích chống ánh sáng mặt trời hay để cho ngầu lòi, cặp kính này chính là bí kíp giúp ông có thể quan sát xung quanh và phát hiện ra ai là mối đe dọa đối với chủ nhân của mình. Phương pháp này thực sự hữu hiệu đấy các bạn ạ. Trải qua hàng chục năm gắn bó với ngài Putin, hiện tại ông đã ngoài 60 và không còn trực tiếp bám sát từng bước đi của Tổng thống nữa. Tuy nhiên, mỗi khi nhắc tới đại tá Viktor Zolotov, người dân Nga luôn nghĩ ngay tới người cận vệ đáng tin cậy nhất của Tổng thống Putin. Nhiều người còn nói rằng ông Putin thực sự rất nghe lời Zolotov, bởi bất cứ khi nào người cận vệ này cảnh báo về các nguy hiểm có thể xảy ra thì ông Putin đều rất tuân lệnh. Chà chà, càng kể lại càng thấy Tổng thống Putin có quá nhiều điểm thú vị các bạn ạ. Chưa hết, nhiều người còn nói vui rằng cận vệ đáng tin cậy khác nữa chính là bản thân ông Putin, bởi trong quá khứ ông từng là điệp viên và có lẽ bởi thế mà ông luôn ứng phó kịp thời trong mọi tình huống. Cụ thể, trong tình hình chiến sự đang diễn ra với Ukraine, ông Putin thực sự khiến cho cả thế giới phải sợ hãi, bởi ông chẳng biết nói đùa bao giờ. Vệ sĩ ngầm của Tổng thống Ukraine. Nhắc đến Tổng thống Nga Putin, chắc hẳn chúng ta ai nấy đều lo lắng cho sự an toàn của người đứng đầu phe đối lập. Chính là Tổng thống Ukraine đúng không nào? Liệu vị Tổng thống này đang được bảo vệ như thế nào đấy? Theo Telegraph, với tình hình hiện tại thì Tổng thống Zelensky phải liên tục thay đổi địa điểm, tránh nguy cơ bị ám sát hay bắt cóc. Bản thân ông Zelensky cũng tin rằng ông và gia đình là mục tiêu số 1 và mục tiêu số 2 của lực lượng đối lập. Tuy nhiên, để nói về lực lượng bảo vệ ông, thực sự có quá ít thông tin vào thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, với việc ông liên tục xuất hiện qua các kênh truyền thông nhằm khích lệ chính phủ và trấn an tinh thần người dân thì chúng ta có thể yên tâm rằng đội ngũ an ninh Ukraine đang làm rất tốt. Chắc chắn vị Tổng thống trẻ tuổi này cũng đang được đảm bảo an toàn nghiêm ngặt. Theo một số nguồn tin thì Tổng thống Zelensky thậm chí đã bị một nhóm sát thủ theo sát. Thế nhưng, thật may mắn, đội ngũ vệ sĩ của Ukraine đã nhanh chóng hạ gục nhóm sát thủ này ngay sau khi nhận được thông tin tình báo. Nhiều chuyên gia cũng cho rằng người đứng đầu Ukraine sẽ không ở nơi nào quá một ngày, bởi khi ở quá lâu một chỗ, nguy cơ trở thành mục tiêu càng cao. Cho đến nay, nơi ở thực sự của Tổng thống Zelensky vẫn còn là một bí ẩn. Kể ra một ngày chuyển nhà một lần thì đúng là cực hình các bạn ạ. Dù sao thì chúng ta cũng hy vọng cuộc đối đầu này sẽ sớm kết thúc, để chí ít nhân dân Ukraine sẽ thực sự được sống trong hòa bình. Cận vệ Trung Nam Hải, vệ sĩ của lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Nằm ở phía tây Tử Cấm Thành, Trung Nam Hải, nơi sống và làm việc của các lãnh đạo Trung Quốc, là khu vực được bảo vệ cẩn mật nhất và cũng là nơi nhiều người tò mò nhất. Và liệu bạn có tò mò rằng ở nơi đây hệ thống phòng vệ sẽ ra sao chưa? Nói qua một chút thì Trung Nam Hải là nơi được đặt dưới sự bảo vệ của các vệ sĩ giỏi nhất Trung Quốc. Các lãnh đạo Trung Quốc được bao bọc bởi một lớp bảo vệ chằng chịt vệ sĩ và đặc vụ. Và bởi vậy mà nguyên thủ và các lãnh đạo đều được bảo vệ bởi đội ngũ cận vệ Trung Nam Hải. Những vệ sĩ này cũng đòi hỏi phải có lý lịch trong sạch. Chỉ cần một vết nhơ thôi thì cơ hội được trở thành vệ sĩ cũng trở về con số 0. Họ đều buộc phải là những người xạ thủ giỏi nhất với tốc độ rút súng và phản ứng cực nhanh. Họ phải vượt qua các cuộc tập dượt thực tế bằng đạn thật và không bao giờ được phép phạm sai lầm. Đồng thời, họ cũng được huấn luyện để đưa ra các quyết định sáng suốt khi đối mặt với những tình thế hỗn loạn nhất. Trong trường hợp khẩn cấp, cận vệ Trung Nam Hải chính là tấm bia đỡ đạn cho lãnh đạo. Chà chà, nghe thôi đã thấy áp lực rồi. Làm vệ sĩ cho VIP đã đủ trọng trách rồi. Đây lại là vệ sĩ cho các lãnh đạo cấp cao, đặc biệt là phải đảm bảo an toàn cho người đứng đầu đất nước, thì chắc chắn họ còn phải áp lực gấp trăm lần. Theo đó, thông thường trong các chuyến xuất ngoại hoặc là vi hành tại địa phương, đội ngũ các đặc cảnh, cảnh vệ, vệ sĩ sẽ được bố trí 5 lớp bảo vệ nhằm đảm bảo an toàn cho lãnh đạo. Vòng ngoài cùng là đội ngũ cảnh sát hoặc lực lượng vũ trang địa phương. Tiếp đến là đội đặc cảnh địa phương. Lớp bảo vệ thứ 3 đó là Cục Cảnh vệ Trung ương mặc đồng phục. Nhiệm vụ của họ là kiểm soát khu vực trong phạm vi bán kính từ 150 đến 3.000m quanh các lãnh đạo.
trong đó bao gồm cầu đường, các công trình cao tầng mà lãnh đạo sẽ đi qua. Lớp bảo vệ này còn được trang bị cả máy bay trực thăng để sử dụng trong trường hợp cần thiết. Vòng bảo vệ thứ tư là đội cận vệ 61889, nhằm kiểm soát khu vực có bán kính từ 200 đến 300 mét xung quanh lãnh đạo. Một số đeo kính râm. Đây được xem là đội ngũ vệ sĩ giỏi nhất và trung thành nhất của lực lượng cảnh vệ Trung Quốc. Vòng bảo vệ cuối cùng là vệ sĩ riêng, đồng thời là tấm bia đỡ đạn cuối cùng cho lãnh đạo Trung Quốc. Người này luôn luôn đứng cách lãnh đạo cao nhất và được xem là người đáng tin cậy nhất. Mà ai cao nhất Trung Quốc thì chắc hẳn các bạn cũng biết rồi đấy. Trong các chuyến công du nước ngoài, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình luôn mang theo đội ngũ cận vệ tinh nhuệ. Và trong số những cận vệ của Chủ tịch Trung Quốc, có một gương mặt rất thường xuyên xuất hiện bên cạnh ông trong các chuyến công tác. Anh là người luôn luôn theo sát ông Tập Cận Bình trong mọi bước chân. Trong một lần ghé thăm năm 2017 tại Việt Nam cũng vậy, vệ sĩ này thậm chí chỉ cách lãnh đạo Trung Quốc mỗi một bước chân mà thôi. Không gì riêng nam vệ sĩ thân cận này, tất cả đội ngũ cận vệ Trung Nam Hải đều phải am hiểu về công tác chính trị và nhiều lĩnh vực khác để hỗ trợ lãnh đạo khi cần. Thế mới nói, đâu phải chỉ cần hùng hùng hổ hổ, thân hình to cao lực lưỡng là đã có thể trở thành vệ sĩ được đâu, đúng không các bạn? Nói theo cách của người xưa thì chính là văn võ song toàn mới là điều kiện cần và đủ để trở thành vệ sĩ của người đứng đầu đất nước đây các bạn ạ. Vệ sĩ của nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị. Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị được xem là tượng đài bất tử của người dân Anh Quốc, hiện đang trị vì một trong những nền quân chủ lâu đời và ổn định nhất lịch sử loài người. Bề thế là vậy, liệu bạn có tò mò nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị sẽ được bảo vệ ra sao hay chưa? Nữ hoàng Elizabeth không có một cận vệ sát cánh như lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình hay ông Putin. Bà sở hữu cho mình một đội quân tinh nhuệ, đó là đơn vị của cảnh sát thủ đô ở London, còn được gọi là Bộ Tư lệnh Bảo vệ. Bộ Tư lệnh Bảo vệ là một trong những bộ tư lệnh thuộc Ban Giám đốc hoạt động chuyên trách. Đội vệ sĩ này chịu trách nhiệm bảo vệ cho hoàng gia và các quan chức chính phủ, đặc biệt là nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Họ đồng thời còn cung cấp an ninh thống nhất cho các tòa nhà chính phủ, các quan chức và các nhà ngoại giao. Trái ngược với đại đa số các sĩ quan cảnh sát Anh, đội cận vệ được mang theo súng trong quá trình làm nhiệm vụ. Tất cả đều vì sự an toàn cho tính mạng của nữ hoàng. Kỳ lạ nhất chính là trang phục của đội ngũ vệ sĩ. Những chiếc mũ lông cỡ lớn, áo choàng đỏ, cùng một tư thế nghiêm như tượng. Nếu ai có từng xem Mr. Bean thì có thể bạn sẽ nhận ra có cảnh ông trêu chọc một người lính mà mặt mũi anh chàng này không có chút biến sắc. Thế này đủ hiểu sự nghiêm túc của quân đội cận vệ đi bên cạnh nữ hoàng ra sao rồi đấy. Vậy có bao giờ các bạn tự hỏi là tại sao các anh lính canh lại mặc những chiếc mũ lớn đó không? Liệu trong đó có thực sự che giấu vũ khí hay là bất kỳ thứ gì đó nhằm đảm bảo an ninh tính mạng của nữ hoàng hay không? Câu trả lời là hoàn toàn không nhé. Thực tế thì thiết kế như vậy đều có mục đích. Nó sẽ giúp cho các binh lính trông to con hơn, đe dọa được kẻ thù và tạo lợi thế trong chiến trận. Có thể là giống một con gấu đen hùng hổ hay chăng? Dù sao thì chỉ cần nhìn đội cận vệ này chúng ta cũng có thể dễ dàng nhận thấy nét hoàng gia khẳng định sự bề thế và uy nghiêm của một nền dân chủ lâu đời đáng ngưỡng mộ này. Ngoài ra thì nữ hoàng còn sở hữu cho mình một dàn vệ sĩ khác. Các bạn ở đây, có ai đoán ra chưa nhỉ? Chính xác là một đàn corgi các bạn ạ. Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị rất yêu động vật, đặc biệt là giống chó corgi. Đàn corgi này được cho là đã gắn bó với gia đình của bà rất nhiều năm rồi. Không biết là với vài chục đôi chân siêu ngắn như thế này thì có thể bảo vệ nổi nữ hoàng không nữa. Dù sao thì tất cả những vệ sĩ này thực sự rất rất đáng yêu các bạn ạ. Có ai ở đây cũng mê mẩn giống chó này giống với top 1 chúng mình không nhỉ? Nếu có thì nhớ điểm danh ngay bên dưới nhé. Vệ sĩ của nguyên thủ Việt Nam. Ứng cử viên tiếp theo và cũng là cuối cùng chắc chắn không thể thiếu Việt Nam chúng ta rồi. Dù sở hữu đội vệ sĩ không quá phức tạp giống như nhiều nước trên thế giới, nhưng đội vệ sĩ của chúng ta cũng vô cùng an toàn và nghiêm ngặt, khiến cho các nguyên thủ nước bạn mỗi khi vi hành đều rất mực hài lòng. Đơn vị đảm nhiệm chính cho công tác bảo vệ chủ tịch nước và các vị lãnh đạo cấp cao của chúng ta chính là các sĩ quan công an. Không chỉ giỏi võ và các kỹ năng để bảo vệ các vị lãnh đạo, các sĩ quan còn phải thông thạo ngoại ngữ, am hiểu về phong tục văn hóa của nước bạn để vừa có thể đảm bảo an ninh, vừa phải ứng xử phù hợp. Để đạt được những tiêu chuẩn này, tất cả các vệ sĩ đều phải trải qua quá trình đào tạo, khổ luyện công phu, bài bản. Mỗi sự kiện đi cùng với chủ tịch nước đều có rất nhiều các vệ sĩ sĩ quan bao quanh. Đặc biệt với những sự kiện tiếp đón các nguyên thủ nước ngoài, an ninh của chúng ta càng đảm bảo hơn nhờ việc gia tăng số lượng các vệ sĩ giỏi nhất. Minh chứng như năm 2018, lực lượng vệ sĩ của chúng ta cũng đã bảo vệ tuyệt đối an toàn cho hơn 100 đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong Bộ Tư lệnh và các đơn vị lực lượng chức năng Bộ Công an, bảo vệ an toàn hàng trăm sự kiện quan trọng của đất nước.
và thật thiếu sót nếu như nhắc đến Việt Nam chúng ta mà không kể đến Bác Hồ kính yêu. Có thể các bạn chưa biết thì năm xưa Bác Hồ của chúng ta cũng có một vệ sĩ rất tài năng và thân cận. Đó là cận vệ Tạ Đình Đề, người được cho là một đặc vụ theo dõi Bác Hồ và tình báo cho địch. Ông cũng từng nhận nhiệm vụ ám sát Bác Hồ nữa. Thế nhưng sau một bữa trưa với vị lãnh tụ của chúng ta, không hiểu hai người nói chuyện gì mà Tạ Đình Đề lại quay xe và chính thức trở thành vệ sĩ cho Bác Hồ luôn. Ông được đánh giá là dân mực trung thành, tài năng và có công rất lớn trong việc phụng sự, bảo vệ vị lãnh tụ kính yêu của Việt Nam chúng ta. Các bạn thân mến, có thể nói, vệ sĩ là một nghề vô cùng khó nhằn và đóng vai trò đặc biệt quan trọng nhằm bảo vệ các vị lãnh tụ, nguyên thủ quốc gia, những sự kiện chính trị ngoại giao của các nước. Họ được đào tạo để đối mặt với những tên tội phạm nguy hiểm và hơn hết là để đảm bảo an toàn cho người đứng đầu đất nước. Bạn ấn tượng nhất với dàn vệ sĩ nào trên thế giới? Đừng quên để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé! Và nếu như yêu thích chủ đề này thì đừng quên ủng hộ chúng mình bằng cách like, share và đăng ký kênh Tôm Khám Phá. Sau đó nhấn vào nút chuông thông báo nho nhỏ bên cạnh để cập nhật nhanh nhất những video mới. Trên màn hình chúng mình có để lại những video có liên quan mà các bạn không nên bỏ lỡ. Hãy click vào để xem ngay. Còn bây giờ như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại!